thật sự thì nhập cuộc thì chúng tôi chơi không tốt, các cầu thủ tôi không có tự tin ra sân đây, họ cảm thấy rất là lo lắng, không tự tin. Thứ hai là chúng tôi đã không có những cái tiền đạo để kết thúc, chúng tôi không gây áp lực được Hà Nội FC. Nếu như tôi đủ đội hình và có những cái tiền đạo tốt thì tôi nghĩ đấu ngày hôm nay chúng tôi gây áp lực được Hà Nội FC thì chúng tôi có nhiều cơ hội để giành thắng lợi họ. Nhưng chúng tôi nhiều phần sân thì chúng tôi bất lợi rồi, chúng tôi lui về phòng thủ là chúng tôi rơi thế của lối chơi của Hà Nội FC, tôi không thành công, mà cái điều đó tôi không muốn. Nên các cầu thủ chúng tôi họ không tự tin lắm. Sang hiệp 2 thì họ bắt đầu tự tin hơn, họ chơi thì tốt hơn, nhưng mà họ lại để khoảng trống ở phía sau quá nhiều. Em xin hỏi anh Đức một câu là Hà Đức Chinh đang gặp vấn đề gì mà bạn ấy lại vẫn chưa trở lại được với một cái Hà Đức Chinh mà người hâm mộ rất kỳ vọng? Thực ra thì Hà Đức Chinh đang bị chấn thương, nhưng mà em đó đang giấu tôi. Nhưng anh ta đang bị chấn thương ở cổ chân rất là... nó không nặng lắm nhưng mà cũng không phải là nhẹ, anh ta cảm thấy rất là khó chịu, nó không được hoàn hảo, bởi bước chạy của anh ta rất là khập khiễng. Nãy giờ nếu anh thấy anh ta Hà Đức Chinh sút xong là cảm thấy rất là đau đớn. Lúc này tôi không còn sự lựa chọn nào hết, tôi phải động viên Hà Đức Chinh vào sân đứng cho có người để đứng, chứ còn không có tiền đạo để đá thì tôi cũng cố gắng, và nếu như tôi có thời gian thì tôi cho Hà Đức Chinh nghỉ để mà chữa vết thương. Anh rất là thẳng thắn khi mà nói ra vấn đề của anh Trinh, và anh Trinh lại là người rất là được yêu mình. Anh có chịu áp lực gì khi mà anh có những lời nhận xét quá thẳng thắn như thế không? Thật ra thì tôi cũng là mẫu tiền đạo chịu rất nhiều áp lực hơn Hà Đức Chinh. Ngày xưa chắc mấy anh biết Lê Quỳnh Đức mà 3 trận không ghi bàn thì chắc là báo chí nói rất là nhiều, chứ không phải tới giờ chục bàn, tới một chục trận. Ngày xưa chỉ cần 180 phút hay là 360 phút mà không có bàn thắng là người ta đã nói về tôi rất là nhiều. Thì tôi biết cái sự áp lực đó, và tôi biết phải làm gì để tôi chia sẻ cho cầu thủ của tôi. Bởi vì tôi nói với Hà Đức Chinh, không phải lúc nào mình là phải áp lực phải ghi bàn, không phải cái trách nhiệm của tiền đạo là phải ghi bàn. Nếu không ghi bàn được thì em cũng có thể thực hiện những đường truyền tốt cho bạn mình ghi bàn, hoặc em có thể chạy chỗ lôi kéo đối phương để tạo khoảng trống cho người khác ghi bàn, thì đó cũng là một cách của tiền đạo, chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng tiền đạo là phải ghi bàn. Thì tôi đã từng bị áp lực như thế. Và khi tôi bị mất phong độ không ghi bàn được thì tôi cũng đã làm điều đó. Miễn sao đội bóng tôi thắng là tôi thành công. Và tôi đã động viên Hà Đức Chinh như thế, tốt nhất là trong thời điểm này. Anh có thông báo tình hình sức khỏe của Hà Đức Chinh cho phòng các đội tuyển quốc gia không? Thì rất có thể là huấn luyện viên Park sẽ là triệu tập Hà Đức Chinh. Thời gian này thì tôi nghĩ liên đoàn và các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia họ có trách nhiệm theo dõi. Còn nhiệm vụ tôi là cấp câu lạc bộ, tôi làm sao cố gắng làm cho các cầu thủ đạt được phong độ tốt nhất và tìm mọi cách chữa trị chấn thương cho họ. Thì lâu nay anh thấy các cầu thủ có thể chấn thương ở trên đội tuyển về câu lạc bộ chúng tôi chịu trách nhiệm không? Nhưng mà nói ra thì ở trên đội tuyển bảo là nó về nó cứ đau rồi xong mấy ông cứ đổ thừa cho đội tuyển. Nhưng mà thật ra từ lúc tôi trở về làm đến giờ là Hà Đức Chinh từ đội tuyển trở về thì anh ta đã chấn thương rồi, hoặc là phong độ đã không tốt rồi. Thì bây giờ tôi không muốn nói về Hà Đức Chinh quá nhiều, tôi muốn cho cho Hà Đức Chinh nó thoải mái hơn và đừng nhắc nhiều quá về Hà Đức Chinh để anh ta có thời gian để hồi phục. Tôi nghĩ là tôi đã từng bị áp lực như thế, tôi cũng mong là báo chí cũng chia sẻ với những cầu thủ tiềm năng như thế thì các bạn anh đừng gây áp lực cho em nó nhiều quá. Cùng với huấn luyện viên như chúng tôi thì tôi muốn là để cho em ta tĩnh tâm và có thời gian hồi phục. Đừng gây áp lực nhiều quá, chấn thương thì chưa lành mà dư luận thì gây áp lực nhiều, huấn luyện viên gây áp lực, đồng đội gây áp lực thì tôi nghĩ với tuổi trẻ đó thì khó vượt qua được. Có điều gì mà không phải làm một trận đấu ngày hôm nay? Thì thật sự là trận đấu ngày hôm nay thì hình như hiệp 1 thì tôi không hài lòng. Cái thứ nhất là khi mà có rất nhiều cơ hội mà đội có thể để giải quyết những tình huống cách biệt thì đội lại trùng xuống, thì là cái hiệp 1 là tôi không hài lòng, tôi muốn rằng đội phải chơi tấn công hơn nữa để mà giải quyết trận đấu. Nhưng mà vì hiệp 1 thì các bạn lại chơi khi mà có một bàn thắng rồi mà chơi rất dễ thì các bạn lại trùng xuống, thì để cho người ta có cái cơ hội thì đấy là cái điều tôi không vừa lòng. Theo ông thì những tình huống dứt điểm của HFC là không đưa bóng được vào lưới của LA lắm, trong đó có hai tình huống là đập một trọng thì do vận may ngoài bàn tay HFC hay là do vấn đề dứt điểm. Thì tất nhiên là trong cái bóng đá thì cái vận may nó cũng đóng
có rất nhiều yếu tố. Thì hai cái tình huống đấy thì tôi nghĩ rằng là cái may mắn nó không được, bởi cái thứ nhất là hai quả bóng đấy chạm cột nhưng mà lăn ngang cầu môn, như là không có một cầu thủ nào để nhập vào để giải quyết cái tình huống hai. Và các bạn biết rằng trong cái thời điểm mà đội bóng thi đấu liên tục, cái mật độ dày thì cái cảm giác bóng của các cầu thủ nó sẽ không được tốt như nếu như mình có những cái thời gian hồi phục. Thì tôi nghĩ rằng là Bùi Tiến Dũng thì trong ngày hôm nay thì rất lâu thì qua cái sự chấn thương đường quay lại thì tôi cũng hài lòng. Nếu như tất nhiên là bạn ấy có lỗi, nhưng mà vì lâu rồi chưa chơi lại được thì mình cần có thời gian để cho các bạn hồi phục. Khoảng cách của Hà Nội sau trận này với Thành phố Hồ Chí Minh còn 2 điểm. Ông đi trong đi mình có thể bắt kịp. Cái chuyện bắt nhịp, bắt kịp hay không bắt kịp thì đối với tôi nó không quan trọng ở cái thời điểm này. Vì các bạn biết rằng tôi cố gắng duy trì, có thể rằng các bạn cố gắng duy trì không để người ta bỏ xa. Thì cái thời điểm này thì nó sẽ chưa nói lên bất cứ một điều gì. Và cái có thể là cái vô địch lượt đi nó chưa ý nghĩa nhiều. Thì tôi nghĩ rằng cố gắng rằng duy trì, các bạn biết rằng cái thời gian vừa rồi chúng tôi đã căng sức ra rất nhiều. Và chúng tôi cũng cố gắng duy trì từng trận một. Các bạn biết rằng trận hôm nay chúng tôi có thể là có thế trận rất tốt, nhưng cái thể lực nó ảnh hưởng rất nhiều. Vì tôi không quan trọng là có bắt kịp hay là như thế nào. Năm nay thì Hà Nội đã không còn một mình một nước, điều này là do số thủ mạnh lên là còn đã không gặp nhiều vấn đề về tài chính. Thì cái thứ nhất các bạn biết rằng qua một mùa giải thì Hà Nội thành công thì bao giờ các đội bạn người ta cũng sẽ tìm ra những cái khắc chế đội bóng. Và các bạn biết rằng trong cái thời gian vừa rồi thì Hà Nội phải căng sức ra để đá rất nhiều mặt trận. Thì các bạn bảo là nếu như mình làm tất cả, các bạn biết rằng tất cả đội nào đá AFC Cup đều không có thành tích tốt ở V-League rất nhiều năm nay, kể cả năm ngoái Sông Lam và Thanh Hóa, Bình Dương năm 2015 và Hà Nội năm 2017 thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt ở V-League. Thì các bạn biết rằng khi mà trải dài ra cái 3-4 ngày một trận thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Thế thì